Xin chào tất cả các anh chị, bây giờ thì mình đang có mặt ở tại một căn nhà mẫu cùng dự án Lumeberlewa. Và trước khi nhìn vào tham quan căn 3 phòng ngủ này, đây là cái bản thiết kế của căn 3 phòng ngủ các anh chị nhé. Nhưng mà trước khi chúng ta đi vào tham quan cũng như là chia sẻ chuyên sâu về cái bản thiết kế này thì Tấn xin giới thiệu với tất cả các anh chị là chúng ta đang ở tại một cái dãy hành lang của căn hộ. Đây là sản phẩm căn hộ cao cấp được phát triển bởi Thủ tư Matroid Hoang với chiều rộng là 1m8, chiều cao là 4m. Và bên cạnh đó thì Matra Home thiết kế bàn giao cũng như là rất là chỉnh chu trong cái việc đăng lên những cái họa tiết như thế này cho cư dân của mình, giống như là một cái khu resort 5 sao mà chủ đầu tư mang đến cho cư dân của mình về sự cảm chị. Và ngoài đó nữa thì các anh chị mình thấy những cái hệ đèn dọc theo cái đường hành lang của chúng ta giúp cho chúng ta cảm nhận được cái không khí rất là ấm áp cũng như là một sự sang trọng giống như các anh chị chúng ta đang đi nghỉ dưỡng vậy. Và bên cạnh đó thì Tấn chia sẻ với các anh chị về cái thiết kế của căn 3 phòng ngủ này nhé. Và căn 3 phòng ngủ này chúng ta sẽ có diện tích là 89,2 m². Và diện tích này, diện tích thông thủy, còn diện tích tiên tường thì đâu đó là tầm khoảng hơn 100 m². Và căn này được thiết kế rất là vuông vức như tất cả các anh chị chúng ta đang xem. Đây là một căn điển hình so với những căn điển hình khác của dự án Lumeberlewa cũng như là dự án Battery Central Point. Tuy nhiên, căn này chúng ta sẽ bố trí không gian rất là đặc biệt. Đây, chúng ta đang xem một thiết kế rất là vuông vức mà theo các nhà phong thủy á, thì các anh chị chúng ta mua một căn nhà mà được thiết kế vuông vức như thế này thì khi mà các anh chị mình ở thì tạo nên một cái sinh phí rất là lớn, giúp cho gia đình của mình cũng như công việc trở nên thành vượng và một thứ đều thuận lợi theo cái thời gian của mình. Ngoài ra nữa thì đây chính là cái cổng, cái cửa ra vào của mình các anh chị. Thì khi mà vào phía bên trong á, thì chúng ta sẽ có một không gian Master. Và để tìm hiểu cái công năng cũng như là từng cái khu vực ở tại cái khu nhà mẫu của mình, xin mời tất cả các anh chị chúng ta vào bên trong để chúng ta cùng nhau khám phá nhé. Trước khi vào bên trong của căn nhà thì cũng giống như những video trước, Tấn chia sẻ rất là chi tiết từ phía bên ngoài và để cho tất cả các anh chị chúng ta khi đi tham quan này, trước khi đi tham quan là các anh chị chúng ta trong quá trình tham quan thì các anh chị chúng ta sẽ nắm rất là rõ cũng như là đầy đủ thông tin để khi mà các anh chị chúng ta có một cái quyết định trong cái việc chọn mua ở tại dự án của mình thì chúng ta luôn luôn happy với cái sản phẩm mà các anh chị mình chọn nhé. Thì cái sản phẩm của cái căn hộ của Lumeberlewa của chúng ta là có chiều rộng, cửa này là cửa hai cánh, có chiều rộng là 1m35 và chiều cao sẽ là 2m4 từng dưới sàn lơn trên cái cửa nhà của mình. Và bên cạnh đó của chúng ta là cửa hai cánh được thiết kế rất là sang trọng. Với những cái căn hộ tại dự án ở thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta thì những cái căn hộ mà có cửa hai cánh như thế này thì đa số 99% là những căn hộ cao cấp. Tại vì cái chi phí mà cửa hai cánh này rất là lớn hầu như gấp đôi so với cửa cánh bình thường. Và bên cạnh đó nữa thì chúng ta xem những cái họ một cái rất là chi tiết thôi. Là các anh chị thấy những cái office hay là cái bản lề này nè thì phía bên chủ đầu tư Matra Home cũng rất là chi tiết và rất là chu đáo khi mà sử dụng những cái vật liệu rất là cao cấp của Hafler. Những cái sản phẩm này á, thì Tấn đã từng đi mua những cái con ốc nhỏ nhỏ như thế này nhưng mà không mua được nha các anh chị, chỉ bán sỉ thôi, nghĩa là bán nguyên một bộ này bao gồm những con ốc đó, bao gồm những cái bản lề đó. Thì mua một cái combo như vậy thì bí phương bên Hafler mới bán chứ không có bán lẻ ra anh chị. Tính như vậy mà rất là cao cấp mà chủ đầu tư muốn mang đến cho cư dân của mình. Ngoài ra nữa thì ở khung cửa này thì Tấn giới thiệu cho tất cả các anh chị mình thêm cái yếu tố đó chính là đây là mắt hàng. Mắt hàng này thì chủ đầu tư cũng sử dụng cái sản phẩm của Hafler của Đức luôn. Rồi bên cạnh đó thì chủ đầu tư đã có những cái họa tiết phía bên ngoài này ở đường lắp bằng những cái tấm nhôm rất là đẹp đó, rất là sang trọng các anh chị. Mà cửa này á, là có thể giữ được nha các anh chị đó. Khi mà khít vào á, thì cái hệ thống cửa từ ở trên cửa cho đến phía bên dưới sẽ có cái độ hít nhất định để giữ cái cánh cửa chúng ta giữ lại để trong cái việc mà chúng ta ra vô rất là an toàn và tiện lợi. Bên cạnh đó cái hệ cửa này các anh chị
cái hệ cửa này á, thì là hệ cửa của Hofler của Đức. Chính vì như vậy chúng ta sẽ có hai cái phương cách mà chúng ta mở cửa ở tại dự án này. Thứ nhất đó chính là chúng ta sẽ sử dụng bằng mã số. Thứ hai đó chúng ta sử dụng bằng thẻ từ. Đó, hiện nay Tấn cũng đang ở đây. Chính như vậy, những cái sản phẩm hay là những cái căn nhà, những cái thiết bị như thế này Tấn sử dụng thường xuyên lắm. Ngoài ra nữa thì cửa này Tấn giới thiệu cho tất cả các anh chị thêm một yếu tố nữa. Đây là cửa rất là dày, cửa chống cháy hai lớp. Cái màu sắc như các anh chị chúng ta đang xem, đây là màu trung tính, màu vàng nhạt các anh chị ạ. Rồi xin mời tất cả chúng ta vào bên trong nha. Vào bên trong nhà này thì Tấn đợi tầm khoảng chừng 5 giây. Các anh chị chúng ta cảm nhận cái không gian cũng như cái màu sắc ở đây như thế nào ạ? Thưa các anh chị, cái màu sắc cũng như không gian ở tại dự án Lumen Villa cũng như là cái căn nhà một của mình, đây là màu trung tính, cùng có hai màu nữa bạn. Một là màu trắng, hai là màu xám, tạo nên cho ngôi nhà của chúng ta trở nên sang trọng, tinh tế. Và điểm nhấn của căn nhà này đó chính là nền họa tiết, đặc biệt là cái thiết kế và cách bố trí cái không gian vô cùng là gần gũi và thuận tiện cho cư dân cũng như là cho anh chị chúng ta sinh sống ở trong căn nhà. Cái không gian đầu tiên mà tôi chia sẻ cho tất cả anh chị có thể nói ra đó chính là không gian bếp đi. Cái không gian bếp này thì rất là quan trọng. Bếp là cái nơi mà giữ ấm giữ lửa cho gia đình. Mỗi một gia đình của chúng ta hạnh phúc thì chúng ta sẽ nhìn vào không gian bếp. Không gian bếp luôn luôn sạch sẽ, luôn luôn gọn gàng và ngăn nắp, cùng với đó được bố trí rất là tinh tế. Chính vì vậy Tấm muốn chia sẻ đến cho tất cả các anh chị là những anh những chị chúng ta đang chọn mua cho mình một căn nhà thì theo Tấm thì cái không gian bếp là không gian khá là quan trọng mà các anh chị chúng ta luôn luôn quan tâm khi mà quyết định chọn mua. Và cái không gian đầu tiên nó chia sẻ với tất cả các anh chị đó chính là cái hệ thống bếp bếp ướp này các anh chị ạ. Hệ thống bếp đứng bếp ướp này á, thì được chủ đầu tư bàn chủ tư không có bàn giao cái này nhưng mà về thiết kế là có. Thì cái những cái sử dụng cái này á, là bộ hot lơ các anh chị nhé, có thể kéo ra kéo vô có cái hệ nước nóng lạnh mà chủ đầu tư Patrahome đã bàn giao cho các anh chị mình luôn nhé. Chủ tư sẽ bàn giao cho các anh chị mình luôn. Cái hệ thống nóng lạnh này là chúng ta chỉ cần bật cái nước nóng lên trung bình khoảng chừng 2 phút là nước rất là nóng và giữ nóng rất là lâu. Từ buổi sáng cho buổi chiều vẫn còn nóng luôn các anh chị. Đó, cái hệ thống bếp nước này các anh chị mình thử sao. Phía bên dưới cái hệ thống bếp nước này thì chúng ta có cái hệ tủ. Hệ tủ này thì được sử dụng bằng gỗ ăn thường rất là chất lượng. Và phía bên này chúng ta có những cái ổ cắm rất là tiện lợi cho cái việc nấu ăn của mình. Rồi phía bên này thì chúng ta có hệ thống bếp. Bếp này cũng là của thương hiệu Hofler đến từ Đức. Và đây là máy hút bụi các anh chị nhé. Và bên cạnh đó thì đây là tổ bếp trên, tổ bếp dưới. Cái mặt bếp này bằng đá granite. Đá này thì rất là đặc biệt ở chỗ là chúng ta sử dụng càng lâu thì cái màu đá này trở nên sang trọng và nó sẽ sáng hơn rất là nhiều. Đây là những cái hiệu đèn giúp cho cái nhà của chúng ta trở nên sang trọng và cái màu sắc nó tỏa ra phía bên này. Phía bên dưới này là cái hệ tủ tủ bếp dưới. Và để đánh giá một cái sản phẩm căn hộ cao cấp thì sẽ có rất là nhiều yếu tố. Tuy nhiên, cái yếu tố không thể thiếu đó chính là lô gia. Mời tất cả các anh chị chúng ta cùng xem qua cái lô gia của mình ạ. Cái lô gia này đó là rất là quan trọng, tại vì các anh chị mà chúng ta phơi đồ á thì chúng ta cũng phải có không gian, và đồng thời cái cột nóng thì chúng ta cũng phải để một cách rất tinh tế. Thì cái lô gia là cái nơi mà để những cái thứ đó, ví dụ như là chúng ta sẽ căn này chúng ta có 3 phòng ngủ là chúng ta sẽ có 4 máy lạnh đúng không ạ, một máy lạnh ở phòng khách, 3 máy lạnh ở 3 cái phòng ngủ, thì chúng ta sẽ để sử dụng hai cái cột nóng, một cột nóng sẽ là 2 phòng, một cột nóng bên dưới là cũng là 2 phòng. Như vậy là chúng ta có hai cột nóng cho bốn bốn cái máy lạnh, cùng đó 4 phòng. Và ngoài ra nữa các chị chúng ta xem này, cái không gian lô gia thì chúng ta để được một cái máy giặt đồ này đó, bên cạnh đó thì chúng ta có để dễ dàng phơi ở đây rất là tiện lợi. Rồi xin mời tất cả các chị chúng ta vào bên trong để chúng ta cùng
khám phá những không gian tiếp theo ở trong căn nhà mẫu. Thiết kế là 3 phòng ngủ. Và cái không gian chia sẻ tiếp theo cho các anh chị đó chính là không gian phòng khách. Với không gian phòng khách này á, thì chia sẻ với các anh chị, căn này là hướng đông, hướng tây nam. Sau này sẽ có cái tòa nhà cao 45 tầng phía bên này. Đó chính là tòa nhà văn phòng duy nhất ở tại khu quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Đây là tòa nhà được xem là biểu tượng giống như là ở khu vực Bình Thạnh, Vinhome, Grand Park. Vinhome Central Park thì chúng ta có tòa nhà Grand Park cao 4 đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái tòa nhà cao 45 tầng, là tòa nhà mang tính biểu tượng là như vậy. Thì bên cạnh đó thì chia sẻ với các anh chị, chúng ta được bố trí căn này là căn nhà mẫu 97/94. Chúng tôi đã thiết kế cái tivi này, cái hệ ốp đá cho cái tầng này, cũng như là cái khu vực tủ tivi. Bên cạnh đó thì có 3 con ghế sofa là đầy đủ. Xin mời tất cả các anh chị chúng ta xem về hướng ban công cũng như view các anh chị nhé. Về cửa bàn giao, các anh chị chúng ta xem nè, cửa bàn giao thì rất là chất lượng. Các anh chị chúng ta kéo qua kéo lại, mặc dù nó hơi nặng một xíu nhưng mà nó rất là chất lượng. Các anh chị, cửa này là cửa kính, là kính lâu kia hai lớp, chống cháy, chống ồn, chống tia bức xạ. Ngoài ra nữa thì ban công này của chúng ta rộng là hơn 1 mét, là dài trung bình khoảng chừng 2.5 đến 3 mét. Và bên cạnh đó chúng ta sẽ có cửa kính ban công cao 1.4 mét, giúp cho căn nhà của chúng ta trở nên sang trọng, tinh tế và đẹp hơn rất là nhiều. Một cái sản phẩm bất động sản cao cấp thì thường là chủ đầu tư sẽ lắp kính như thế này, thay vì sẽ lắp bằng lan can bằng sắt các anh chị. Còn ngoài ra nữa chúng ta có cái hệ lan can, cái hệ lan can được inox rất là đẹp. Ở bên dưới của chúng ta là nhà, ở đây là hồ điều hòa, và chúng ta đang xem cái căn nhà mẫu nằm ở tầng 5 các anh chị. Chúng ta hít thở không khí trong lành, sau đó thì chúng ta vào bên trong để chúng ta cùng nhau khám phá 3 phòng ngủ, tức là chúng ta khám phá 3 không gian của phòng ngủ ở tại căn 3 phòng ngủ này sẽ như thế nào. Các chị chúng ta xem này, bên này thì có tủ, anh có cái bên cứng này, chúng ta đều phải cần được các làm chúng ta đi mà. Thì bây giờ tức là tắm sẽ giới thiệu tất cả các anh chị căn cái phòng master trước nhé. Mời tất cả các chị chúng ta vào. Về phòng master này thì có không gian trung bình khoảng chừng 25 đến 27 mét vuông. Cái căn này thì chính vì cái vị trí là vị trí rất chính vì như vậy, và chúng ta sẽ có hai view, một là view về tòa nhà cao 45 tầng này, và một view nữa thì các anh chị chúng ta xem, một view nữa thì chúng ta sẽ view về những cái căn khách tầng của mình ở phân khu Glory 2. Bên kia là cái hồ cảnh quan các anh chị ạ. Được thiết kế rất là tinh tế. Trong 3 phòng ngủ này, cái phòng master này á, thì cũng khá là rộng rãi cho anh chị. Trường hợp các chị ở 2 thế hệ hay là 3 thế hệ thì trong 3 phòng ngủ này cũng rất là phù hợp. Trường hợp 2 thế hệ sẽ thoải mái, còn 3 thế hệ thì chúng ta cũng không gian này á, thì chúng ta có thể để những cái vật đồ lưu niệm, có tủ sắt, có những cái đồ mà phục chương hay là những cái quan trọng của các anh chị á, thì chúng ta để đây. Trường hợp két sắt của các anh chị chúng ta có thể để đây này, các chị cũng két sắt. Mỗi nhà chúng ta có két sắt để chúng ta để những cái két sắt quan trọng. Đây đã là hệ thống tủ đồ của mình. Có cái restroom thì rất là sang trọng và đầy đủ cho mình. Ví dụ như là cái vòi nước cũng là thương hiệu của Gatsby của Ý nha các anh chị. Ngoài ra nữa thì chúng ta có cái bồn tắm, đây là bồn này, bồn rửa tay của Crawler. Đây là cái bồn restroom của thương hiệu Crawler của Mỹ luôn. Crawler là một trong những cái thương hiệu phát triển về những cái trang thiết bị nhà ở rất là cao cấp, tiên phong trong việc kết hợp với lại công nghệ trong những cái trang thiết bị của mình.
giống như là cái vệ sinh đó thì các anh chị chúng ta chỉ cần tới gần đó thôi thì cái cảm ứng sẽ tự bật lên, sau các anh chị mình đi xong đó, thì nó sẽ tự dội luôn, rất là thông minh. Đây là cái nhà vệ sinh chung của mình. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào xem cái phòng ngủ dành cho em bé nha. Rồi xin mời tất cả các anh chị. Phòng ngủ dành cho em bé thì được thiết kế rất là tinh tế, nhỏ gọn nhưng mà đáp ứng được công năng. Hình văn này phong thủy là 89 mét vuông và bà tiên tường là tầm khoảng 105 mét vuông. Căn này là hệ đèn là chúng tôi tư bàn giao đầy đủ cho tất cả các anh chị. Và phòng ngủ này thì đang chia sẻ thêm một ý cho các anh chị này. Từ cái hệ cửa từng chiếc đèn lên đến trần và chủ tư sẽ bàn giao kính lưỡi. Còn nguyên vô cùng là rộng và sức nhận làm nghề. Nào, xin mời tất cả các anh chị chúng ta xem phòng ngủ thứ ba. Với phòng ngủ thứ ba này cũng là một cái tầng riêng, nhìn về một hướng thì giống như là các anh chị chúng ta là một gia đình, chúng ta đều có mỗi cái mục tiêu khác nhau cho mỗi thành viên, nhưng mà khi mà về nhà thì chúng ta đều nhìn về một thứ, đó chính là xây dựng hạnh phúc của gia đình mình. Tất cả các thành viên của chúng ta đều nhìn về một hướng là như vậy. Đó là theo cái góc nhìn cá nhân của Thắng các chị nhé. Và ở đây thì cái hệ cửa này thì chủ đầu tư cũng bàn giao phương kính từ trần từ trệt lên đến trần của căn nhà đến các chị, giúp cho cái view phòng ngủ chúng ta nằm ở đây, chúng ta nhìn ra sau này cái tòa nhà cao 45 tầng phía bên này sẽ là một cái biểu tượng rất là đẹp, được chủ đầu tư thiết kế rất là tỉ mỉ và chi tiết. Và bên đó là được chủ đầu tư sẽ tiến hành xây dựng đâu đó vào cuối năm hoặc là đầu năm sau. Thì các anh chị và vừa rồi thì chúng ta cũng đã xem ra với thiết kế layout cũng như là tặng chia sẻ chi tiết về căn ba phòng ngủ ở tại dự án Dubai Boulevard. Thì những thông tin đáng chia sẻ hy vọng sẽ giúp ích cho tất cả các anh chị là những nhà đầu tư khách hàng mua để ở đang quan tâm để chọn mua về những cái bất động sản cao cấp, không chỉ để ở mà mua để đầu tư, mua cho gia đình hay là mua cho bạn bè, không phải xin lỗi, mua cho bố mẹ và con cái, thì chúng ta có thể cân nhắc chọn mua ở tại dự án này. Tại vì hiện nay dự án của chúng ta đang có chính sách thanh toán rất là tốt, chỉ còn 5% là các anh chị mua và chúng ta sở hữu nhà rồi, và 20% là các anh chị mình mượn nhà chúng ta ở luôn. Và bên cạnh đó thì có hỗ trợ bên ngân hàng không gốc không lãi trong vòng 2 năm. Ngoài ra nữa các anh chị chúng ta có thể săn không giãn trong vòng 3 năm đến 4 năm lận. Và sau cái clip này Tâm sẽ tiếp tục quay clip của căn 2 phòng ngủ, rồi cái căn bàn giao thực tế khi mà các chị mình mua ở đây. Chính vì như vậy các anh chị mình đừng rời video này mãi, tiếp tục theo dõi những video tiếp theo về những cái sản phẩm về căn hộ ở tại dự án Dubai Boulevard các anh chị nhé. Xin mến chúc tất cả các anh chị thật nhiều sức khỏe và mời tất cả các anh chị chúng ta cùng xem video tiếp theo.